Hi, xin chào các bạn nha, Celine đây. Hiện tại Celine đang sống với chồng con ở Mỹ. Mình có ba đứa con nhỏ, 6 tuổi, 4 tuổi và 3 tuổi. Hôm nay đi làm về thì bình thường mình rất rất là bận rộn các bạn ạ. Giờ mình cắt bơ này để mình làm cho các con của mình ăn. Thường mình đi về, mình sẽ cho các con mình ăn trước, rồi làm đồ ăn cho các con trước, rồi sau đó mình sẽ nấu ăn. Con sẽ ăn không? Hôm nay mình sẽ nấu canh này, canh bí đỏ với lại sườn. Đây là Francis, Francis ăn không có ăn muỗng luôn, ăn bóc tay luôn. Thích như vậy đấy nè. Francis học lớp mẫu giáo này. Chào các cô chú. Đấy. Chào các cô chú. Các bác, các ông, các bà, cháu yêu, con chứ, con yêu mọi người nhiều. Con tên là Francis. Con học lớp mẫu giáo. Francis học toán rất rất là giỏi mọi người ạ. À. Ở nhà mình còn có Angie với là Johnny nữa. Hi, Francis. Johnny, where are you? Hi. Đó, Angie trèo lên cửa sổ đó, thấy chưa? Angie đó lì lắm. Bây giờ mẹ đi lấy Johnny nhá. Lấy Johnny cho mọi người coi nhá. Johnny đang chơi toy này. Hi, Johnny say hi. Chào. Chào. Xin chào. Xin chào. Rồi mẹ làm bơ cho anh nha. Mẹ làm bơ cho anh. We can keep that seed to make more. Con xin nói là muốn để cái hạt để trồng hả? Thế con cầm con trồng đi để tí nữa con ra vườn con trồng thử nhá. Con trồng thử thật mập. Ok. Để mẹ làm bơ ăn bơ nha. Hôm nay muốn xay bơ hay là ăn dầm đường đây? Ăn dầm đường nhỉ? Thích ăn dầm đường nó biết giỏi lắm. Mình muốn cho lắm xem mình được mình chưa. Ok. Để mẹ lấy sao vậy Johnny? Để mẹ lấy muỗng mẹ. Francis thích là Francis thích bình thường là xay nhưng mà hôm nay Francis thích lập bơ như vậy này. Bỏ đường vào là dầm dầm dầm. Đường hết rồi này, mẹ sẽ đổ đường. Đổ đường. Sao vậy Johnny? Con làm được không Francis? Yeah. Làm được hả? Bỏ vào đó luôn. Wow. To quá hả? Đây nè. Careful, làm cẩn thận nha. It's okay, con. But this doesn't know we have that. We have this too. Xong hết rồi hả? Còn một cái nữa hả? Ôi trời. Mẹ sẽ để đường vào đây nhé. Mọi người Văn sẽ là thích ăn cái kiểu như là ngày xưa mình ở Việt Nam á. Mình bỏ đường vào bơ xong mình dầm muỗng, mình dầm xuống. Tại bình thường mỗi ngày mình xay rồi, mình xay mình làm. Phan xin làm mà giỏi quá. Để mẹ giúp con nè. Thấy chưa, Phan xin làm sắp hết rồi. Mẹ chỉ cần giúp Phan xin một chút thôi hề. Now we need to jump. Then up. Yeah. Let's jump them up. Đan đan đan. Làm như vậy đây, cần đắt đắt đắm này, đắt đắt. Đan 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 đan. Giờ mình đang phá tủ. Ôi chà. Con trai đang phá cái tủ. Họ thấy con trai mình không, con trai trèo xuống. Phá lắm.
Lấy ghế, mở tủ ra treo, đóng cửa tủ lại cho mẹ. Đóng cửa tủ lại cho mẹ. Bò đầy đầy to lắm. Bò nhiều đường rồi, tí thôi mẹ sẽ lấy trên. Cho ba đứa đưa một cái chén nhỏ và ăn đường bơ dầm đường dần đi hát. Nó ngon quá rồi nè. Bơ dầm đường. Bơ dầm đường ngon quá rồi. Nè bạn sẽ ăn thử. Ngon không? Ồ, mẹ ăn thử nào. That's way the best. That's the most good. Bạn sẽ muốn mềm hơn. Đây mẹ. Mẹ lấy chỗ vào đầu. Mẹ lấy chén nha, mình sẽ lấy chén nè. Đây là ba cái chén cho ba đứa ăn nè. Mỗi đứa sẽ ăn trong một cái chén. Cửa phân xích đây này. Phân xích là blue này. Cho như thế. Phân xích là baby. Cửa phân xích đây này. Cầm cái cắt. Ok, mẹ lấy mộ. Phân xích chờ chút nha, mẹ sẽ lấy mộ ở trên kia tại nguồn trên cao. Con đi ra tí đâu mẹ đem muỗng qua cho con. Đây sẽ là cửa Johnny. Đây sẽ là cửa Angie. Cho hết luôn. Còn một muỗng cho mẹ ăn nữa. Mẹ ăn chút xíu. Ngon quá. Con ấy. Nói gì? Cảm ơn mẹ. Giỏi quá. Trời ơi, nàng đeo găng tay kìa. Avocado đó. Ăn cất. Bơ của Johnny đó. Johnny say no. Đó, thích ăn gà. Gà chấm sốt cà chua. Thích ăn bóc tay vậy đó. Thích tự ăn vậy đó. Đi làm về nè. Đi làm về mình có một đống chén đống đồ để rửa luôn. Nhưng mà mình sẽ nấu cái canh bí nếp trước, mình nấu ăn trước, sau đó nấu ăn xong rồi mình sẽ rửa luôn. Bí này bí vườn, nhà mình trồng. Wow, nhìn nó hạt đẹp chưa? Rất là đẹp luôn đó. Cắt kiểu như vậy. Mình sẽ nấu một nửa thôi, còn một nửa để hôm sau mình nấu. Bỏ cái đất này lên. Chỉ cào ra hạt thôi nè. Cào ra hạt thôi nè. Thường á là ngày xưa có lúc mình cũng nấu với cái vỏ này nhưng mà nó hơi cứng cho nên là mình sẽ cắt bỏ vỏ ra hết. Cắt bỏ vỏ ra hết. Đó, lại khóc suốt rồi. Lại đứa này chơi khóc suốt luôn. Về nhà là trời ơi, ba đứa nhỏ mà nó ồn ào cả ngày á. Sao vậy con? Em gì? Đừng khóc em nữa mà. Đừng khóc em hả? What happened?
sơ của bạn em đó. Chị 4 tuổi rồi đó. Bạn em mama ha. What happened Johnny? Sao vậy con? Ồ, em nhịn đặn hả mẹ yêu này. Ồ, chị em nhịn đặn con hả? 2 tuổi. 2 tuổi Big Mac mẹ. Hôm nay là để ôm mình còn phần lạt đậu ăn thêm cho mấy đứa nữa. Ê, nó ăn chưa đủ nó. Trời ơi. Chồng mình chưa về. 8 giờ mới về. Chồng đi làm nail mà về muộn lắm. Sức nghe. Nhìn cái bia rất là bùi luôn các bạn ạ. Mình sẽ không có cắt hết hôm nay tại mình bận rộn. Phải cho các con nó đi ăn nữa các bạn. Để cho quả bia đó mình rửa bia nó ra. Bỏ trong nồi hết. Mình đã hầm một cái nồi sườn rồi đó. Giờ mình chỉ rửa cái bia này thôi. Con, đang bị đói, đói. Ăn xong còn đói. Từ lấy sữa uống đó. Đẹp chưa? Ồ, hấp dẫn. Hầm sườn. Nồi canh bí của mình sắp sôi rồi nè. Sắp sôi rồi mình chuẩn bị sẽ cho các con của mình đi ăn. Đang chơi. Cho mình về ăn gì con. Rồi cả nhà đi tắm nha con. Đó, nên đâu kìa không muốn tắm hay lười đi tắm. Đi học về không thích tắm đâu. Anh Di vẫn ăn bơ nè. Thích ăn bơ. Nè, bác sĩ chó đi, sao vậy đó? Hai em chơi với nhau. Ôi, em đấy ăn. Nè, bác sĩ chó đi. Bạn nhé, hôm nay mình sẽ làm tới đó thôi. Cảm ơn các bạn đã xem. Và xin hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Bye.